Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách giáo khoa của bài ôn tập chương 1 của chương trình đại số lớp 7 đúng không ạ? Video hôm trước chúng ta đang dừng lại ở bài 101 thì video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các bài từ bài 102 đến bài 105 các em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên là bài 102. Bài 102 là người ta cho cái tỉ lệ thức là A chia B thì người ta lại cho bằng C chia D với các số là A, B, C, D khác không, tức là mẫu khác không, A khác cộng trừ B và C khác cộng trừ D. Điều kiện này là các cái điều kiện để cho mẫu khác không được em. A, B, C, D khác không này, A khác cộng trừ B và C khác cộng trừ D. Những cái này tức là điều kiện để cho thứ nhất là cái phân thức này, mẫu của hai phân thức đầu tiên này khác không, và mẫu của các cái phân thức tiếp theo ở trong các cái câu A, B, C, D, E của ta khác không luôn. Bây giờ ý A là đề bài muốn các em chứng minh là A cộng với B chia cho B thì sẽ bằng C cộng với D chia cho D. Vậy các em nhìn thấy ở đây này, đây này, đây thì nó sẽ xuất hiện con gì? Con B và con D. Muốn xuất hiện này, muốn xuất hiện đây, muốn xuất hiện A cộng với B, vậy thì làm sao để cho B nó lên trên trên gì, trên này đúng không ạ? Muốn xuất hiện A cộng B này thì B nó phải lên đây này, đấy, C cộng với D, vậy chứng tỏ C nó phải xuống đây đúng không ạ? Như thế thì cô nói lại này, để xuất hiện A cộng với B thì phân thức này chúng ta phải biến đổi sao cho tử này, cái tử ở trên này, con C con B nó phải lên trên tử này, con C nó phải xuống mẫu, để lúc đấy là có A cộng với B thì bên dưới là C cộng với D, đúng không? Vậy để chứng minh cái này thì ta có là A chia B bằng C chia D. Để xuất hiện, để được A cộng với B thì B nó phải lên đây. Vậy cái phân thức này từ cái phân thức bằng nhau này thì các em sẽ suy ra là phân thức A chia C thì sẽ bằng phân thức B chia D, đúng không ạ? A chia B bằng C chia D thì cũng chúng ta sẽ suy ra A chia C sẽ bằng B chia D, vì tích chéo của nó vẫn bằng nhau. Đây này, tích chéo A nhân D này bằng B nhân C, thì đấy tích chéo cũng là A nhân D bằng B nhân C. Đấy, chúng ta được phép đổi chỗ hai cái này theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đúng chưa? Mà hai cái này sau khi mà em đã biến đổi như này rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng nó sẽ xuất hiện cái con gì là A cộng với B, hay là hai phân thức bằng nhau thì nó sẽ bằng là tử cộng với tử trên mẫu cộng mẫu, đúng chưa? Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, phải không nào? Vậy thì từ cái phân thức này, tiếp theo là ta sẽ lấy cái gì? Ta có là A này, A cộng với B này, đây là C cộng với D này. Vậy thì ta có phân thức là B trên D bằng với A cộng với B chia C cộng với D, đúng không? Đây này, các em lấy hai cái phân thức này, các em đê xuống, và hai phân thức này bằng nhau thì các em sẽ suy ra được cái gì? Các em sẽ suy ra đổi chỗ B với D ra nhau, đúng không ạ? Cái này là các em sẽ áp dụng đây, em sẽ xem lại. Đây là các em sẽ xem lại cái bài tỉ lệ thức. Đấy, tức là từ cái biểu thức là A trên B bằng C trên D thì chúng ta sẽ viết được các cái biểu thức còn lại. Đấy, như trang 25 này, trang 25 và trang 26 của sách giáo khoa đấy. Tức là từ cái tích chéo là A nhân B bằng A nhân D bằng B nhân C, chúng ta sẽ suy ra được các cái biểu thức này đây, đúng không ạ? Miễn sao cho cứ tích chéo là nó xuất hiện A nhân với D bằng B nhân C là được. Ở đây A nhân D bằng B nhân C, chúng ta được phép đổi chỗ hai cái là giá trị B với C này với nhau thì tích của nó vẫn không thay đổi, đúng chưa ạ? Vậy đến đây cũng vậy, đến đây thì các em được phép đổi chỗ cái gì các em?
kem sẽ được phép đổi chỗ cái con B, hai con này kem được đổi phép đổi chỗ với nhau, đúng không ạ? Vậy từ đây thì em sẽ đổi chỗ hai con này với nhau nhé. Vậy thì nó chính là gì? Chúng ta sẽ có hai con này đổi chỗ, tức là C cộng với D này, tên cho D này, thì chính bằng gì? A cộng với B tên cho B, đúng không? Miễn sao kích chéo của nó không thay đổi, tức là đây là C cộng với D nhân với B thì nó vẫn A cộng với B nhân D thôi, đúng chưa? Mà cái biểu thức này thì nó cũng chính là biểu thức này đây, đúng chưa? Vậy thì cái này thì nó sẽ tương đương với cái biểu thức là gì? Viết ngược quay lại là A cộng với B trên B thì nó chính bằng là C cộng với D trên D, và đây chính là điều phải chứng minh, đúng không? A cộng với B trên B, C cộng với D trên D. Bây giờ sang ý B. Sang ý B là để xuất hiện A trừ B này, người ta muốn các em chứng minh là A trừ B chia cho B thì bằng C trừ D chia cho D. Vậy muốn xuất hiện A trừ B và C trừ D, tức là chúng ta cũng lại phải làm sao để trên tử này này, đây là có A này, trừ đi B, vậy hai cái con này phải đổi vị trí cho nhau, đúng chưa? Vậy thì ta có từ cái tỉ thức ban đầu, đúng không ạ? Từ cái tỉ thức ban đầu là A chia B bằng C trên D, thì các em sẽ suy ra được đây tỉ lệ thức này, thì chúng ta sẽ suy ra được cái tỉ lệ thức là sao cho có B lên đây, đúng không ạ? Vậy thì ta sẽ đổi chỗ con B và con C cho nhau, A trên C thì sẽ bằng B trên D, đúng không? Vì sao lại đổi được như vậy? Miễn sao là tích chéo A nhân D bằng B nhân C thì đây cũng A nhân B và A nhân D và B nhân C đấy, chúng ta được phép đổi chỗ như vậy. Và sau khi đổi chỗ như này thì áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, A trên C bằng B trên D, thì lấy tử nó sẽ bằng tử trừ đi tử trên cho mẫu trừ đi mẫu, đúng chưa? Để xuất hiện là A trừ đi B trên cho C trừ D, đúng không? Vậy thì ta sẽ có cái phân thức, lấy hai cái phân thức này B xuống này, tức là B trên D này. Phân thức B trên D bằng A trừ đi B trên cho C trừ D, đó là. Và bây giờ chúng ta có thể đổi chỗ hai vị trí của hai cái này với nhau này. Chúng ta sẽ đổi chỗ con B và con C trừ D cho nhau, đúng không? Đổi chỗ hai vị trí con này thì cái tính chất của tỉ lệ thức nó cũng không thay đổi, đúng chưa ạ? Vậy ta đổi chỗ thì ta có C trên D trên cho D thì nó sẽ bằng C trên D chia cho D thì bằng con B này hạ xuống đây, tức là bằng A trừ đi B trên B, đúng không ạ? Và chúng ta thấy nó bằng nhau bởi vì tích chéo này, là đây là A trừ đi B này nhân với D, thì đây cũng là A này trừ đi B nhân với D, đúng không ạ? Cái tích chéo này là C trừ D nhân với B, thì đây cũng là C trừ D nhân B, đúng chưa? Vậy thì mà cái biểu thức này thì nó sẽ tương đương với là gì? Chúng ta đổi chỗ, viết ngược đổi lại thì nó chính bằng A trừ đi B chia cho B, đúng không ạ? Chính bằng C trừ đi D chia cho D, đúng không? Vậy nó chính là biểu thức này. Đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta, đúng chưa? Vậy từ cái tỉ lệ thức ban đầu thì chúng ta đã chứng minh được cái tỉ lệ thức này. Tiếp theo là chúng ta có câu C. Câu C này, câu C người ta cần các em chứng minh, bắt các em phải chứng minh là gì? A cộng với B, A cộng với B tất cả chia cho A thì bằng C cộng với D tất cả chia cho C. Đấy, người ta bắt các em chứng minh ở cái biểu thức đấy. Vậy thì cũng từ cái biểu thức ban đầu ta có là gì? A trên B bằng C trên D.
Để nó xuất hiện A cộng với B thì chúng ta phải đổi chỗ C và D, B và C cho nhau. Vậy thì em sẽ suy ra là A chia cho C thì sẽ bằng là B chia D, đúng không ạ? Để cho nó xuất hiện là gì? Trên tử có AB, dưới mẫu có CD. Và áp dụng dãy tỉ số bằng nhau thì A trên B bằng A trên C bằng B trên D, thì nó sẽ bằng là A cộng với B trên C cộng D, đúng không? Rồi bây giờ nó đã xuất hiện A cộng với B và C cộng với D, nhưng mà bên dưới mẫu của chúng ta lại liên quan đến AC chứ không phải liên quan đến BD nữa. Vậy liên quan đến AC thì chúng ta sẽ lấy cái đây là cái phân thức thứ nhất này, và các em lấy phân thức thứ hai, lấy hai phân thức này, không lấy phân thức này nữa, bởi vì trường hợp A thì nó liên quan đến BD nên chúng ta lấy hai phân thức này bằng lấy phân thức này bằng phân thức này. Tuy nhiên đến trường hợp C thì nó lại liên quan đến AC thì chúng ta lấy phân thức này và cái phân thức bên này. Vậy thì từ đây hai cái này bằng cái này bằng cái này, vậy chứng tỏ là A chia C, phân thức A chia C nó sẽ bằng phân thức A cộng với B chia cho C cộng D, đúng không? Bởi vì là trong đề người ta có liên quan đến này AB này CD, tức là cái phân thức này, và liên quan đến mẫu là AC, tức là liên quan đến phân thức này, nên chúng ta sẽ cho hai phân thức này bằng nhau vì cùng bằng B trên D, đúng chưa ạ? Đấy, hai phân thức này bằng nhau thì các em sẽ suy ra ở đây ở đây thì cũng tương tự là chúng ta sẽ đổi chỗ cái con A này xuống đây, C cộng D lên đây, đúng không ạ? Khi mà hai cái phân thức bằng nhau thì chúng ta sẽ được phép đổi chỗ hai vị trí này, đổi chỗ hai vị trí này thì cái tính chất của nó không thay đổi, miễn sao tích chéo của nó vẫn là đúng là được, đúng không ạ? Vậy ở đây thì ta sẽ có là suy ra C cộng với D tất cả chia cho C, đây các em đưa con C cộng D lên đây thì nó sẽ bằng A cộng B giữ nguyên, và dưới này của chúng ta là con A sẽ đưa xuống, đúng chưa? Và C cộng với D trên cho C bằng A cộng với B trên A. Vậy chúng ta sẽ có thể viết lại, nó chính là vậy suy ra A cộng B trên A này thì bằng C cộng với D trên C. Và đấy chính là điều phải chứng minh, đúng không ạ? Hai phân thức này bằng nhau thì nó cũng tương đương với phân thức là A cộng với B trên A thì bằng C cộng với D trên C. Đây, phân thức này bây giờ chúng ta đưa lên trước, phân thức này chúng ta đưa ra sau, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã chứng minh được ý tiếp theo, tức là ý C. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với ý D. Ý D thì chúng ta cũng làm tương tự như ý C. Vậy ý D này, D người ta bắt các em chứng minh là A trừ B chia cho A thì bằng C trừ D chia C. Vậy chứng minh thì chúng ta cũng làm sao để xuất hiện là A trừ B. Muốn A trừ B thì chúng ta phải đổi chỗ cái vị trí BC cho nhau. Vậy đúng không? Vậy thì ta có này, A trên B bằng C trên D. Mà muốn A trừ đi B đấy thì chúng ta phải đổi hai vị trí con này nhau, đúng không? Miễn sao là vẫn giữ nguyên được cái tích chéo là A nhân BD và B nhân C là được. Đấy, vậy chúng ta từ đây thì chúng ta sẽ có là A này đổi con C xuống đây này thì bằng B này D, đúng chưa? Cái này là theo tỷ lệ thức, đúng không ạ? Theo tỷ lệ thức. Vậy thì cái tỷ lệ thức này nó đúng bởi vì nó luôn có này, bên này này A nhân D này, B nhân C này, thì đây cũng là AD này, BC, đúng không ạ? Và đến đây hai tỷ lệ thức bằng nhau, chúng ta áp dụng tính chất dãy tỷ lệ thức, dãy tỷ số bằng nhau, đúng không ạ? A trên C bằng B trên D thì nó sẽ bằng là A trừ đi B này chia cho C trừ D, đúng không? Và cái này thì nó liên quan đến A trừ B, C trừ D là cái này đây, và liên quan đến A và C nên chúng ta sẽ lấy hai cái này xuống cho nó bằng nhau, vì nó liên quan đến hai cái biểu thức liên quan đến những cái số này, đúng chưa? Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra là A trên C này thì bằng A trừ B trên C trừ D. Và cái này thì sao? Chúng ta cũng được phép đổi chỗ C C trừ D với A, bởi vì A nhân với C trừ D thì chúng ta cũng có thể lấy C trừ D nhân A, đúng không ạ? Đổi chỗ theo tỷ lệ thức. Vậy thì cái này anh em sẽ suy ra C trừ D
trên cho C sẽ bằng A trừ B chia cho A. Đúng chưa? Đấy. Vì này, cái này bằng cái này bằng cái này thì chúng ta sẽ suy ra cái biểu thức này, cái phân thức này nó sẽ bằng phân thức thứ nhất, sẽ bằng phân thức thứ ba, vì cùng bằng phân thức thứ hai đúng không ạ? Vậy thì suy ra phân thức nhất sẽ bằng phân thức thứ ba này. Mà hai cái này bằng nhau, tức là A nhân với C trừ đi D sẽ bằng C nhân với A trừ B. Và C nhân A trừ B chúng ta giữ nguyên thì chúng ta được phép đổi chỗ hai ô này cho nhau. Đúng chưa? Theo cái bài là bài tỷ lệ thức đấy. Đấy, chúng ta đã học rồi. Vậy thì cái này bằng nhau thì nó cũng tương đương. Với viết lại thứ tự một chút thì A trừ đi B trên A thì bằng gì? C trừ D trên C thôi. Đúng không ạ? Đây chính là biểu thức chúng ta cần chứng minh đây rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang ý tiếp theo là chúng ta sẽ sang ý E. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi để chúng ta sang bài tập E nhé. Còn hai ý nữa là ý E và ý F. Ý E này là chúng ta có A trên cho A cộng B thì bằng C chia cho C cộng D. Ta cần chứng minh cái này. Vậy thì có này, để xuất hiện là A cộng với B và C cộng D thì chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự thôi. Vậy ở đây ta có là A trên B này bằng C trên D này. Để có A cộng với B thì chúng ta sẽ đổi chỗ hai vị trí hai cái này cho nhau. Vậy từ đây các em hãy suy ra là A chia C, đổi chỗ hai này cho nhau nhé, thì nó sẽ bằng là B chia D. Đúng không? Kích chéo vẫn không thay đổi. Đúng chưa? Vậy thì cái này thì nó sẽ bằng áp dụng tính chất dễ tỉ số bằng nhau là A chia C bằng B chia D, thì nó chính bằng A cộng với B chia C cộng với D. Đúng không ạ? Và ở đây thì nó liên quan đến con gì? Con AC này. Và liên quan đến đây này, liên quan đến AC này, A cộng với B và C cộng D, tức là liên quan đến hai con này. Vậy chúng ta sẽ cho hai con này bằng nhau. Vậy thì nó có là A trên C bằng A cộng với B chia cho C cộng D. Thì ở đây để làm sao để cho nó có A và C ở trên tử, đúng không ạ? Vậy chúng ta lại đổi chỗ hai con này, được phép đổi chỗ. Đúng chưa? Vậy thì ta có A chia cho A cộng B. Đấy. Thì nó sẽ bằng là C chia cho C cộng D. Đúng chưa? Và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý cuối cùng là ý F. Ý F là người ta bắt các em chứng minh là A này chia cho A trừ B thì bằng C chia cho C trừ D. Vậy muốn có A trừ B và C trừ D thì cũng từ biểu thức ban đầu là ta có là A trên B bằng với C trên D. Thì các em hãy suy ra để xuất hiện là A trừ đi B, vậy thì con B này phải lên đây đã, tức là chúng ta phải đổi chỗ B và C cho nhau. Vậy suy ra là A trên C nó sẽ bằng B trên D. Và sẽ bằng áp dụng tính chất dễ tỉ số bằng nhau, tức là bằng A trừ đi B trên cho C trừ D. Đúng chưa? Và hai cái này bằng nhau mà cái biểu thức của chúng ta liên quan đến A trừ B, C trừ D, tức là liên quan đến con này. Đồng thời liên quan đến AC, tức là liên quan đến con này. Vậy thì ta sẽ cho hai cái phân thức này bằng nhau, tức là A trên C sẽ bằng A trừ đi B trên cho C trừ D. Hai phân thức này bằng nhau, đây, vì cùng bằng với phân thức này. Đúng chưa? Theo tính chất mắc cỡ. Vậy thì ở đây muốn cho có C ở trên A và C ở trên tử thì con C này nó phải đổi vị trí cho con A và B, A trừ B đây. Vậy A trừ B sẽ đi xuống đây và C sẽ đổi vị trí lên đây. Vậy A trên cho A trừ B thì nó sẽ bằng
C chia cho C trừ D. Đúng không ạ? Đấy, trong bài tỉ lệ thức thì khi mà tích chéo bằng nhau thì chúng ta sẽ có thể đổi vị trí hai con ở vị trí đối diện nhau, đúng không? Vậy ở đây thì chính là cái điều mà chúng ta cần chứng minh đây rồi. Đây chính là điều phải chứng minh. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 102. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, là chúng ta sẽ sang bài 103. Là theo hợp đồng thì hai tổ sản xuất chia lại với nhau theo tỷ lệ là 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12.800.000 đồng. Và chúng ta sẽ có bài 103 như sau. Gọi tiền lãi của mỗi tổ là A và B, đúng chưa? Với điều kiện của chúng ta này, A, B này, tiền lãi thì phải lớn hơn 0, đúng chưa? Và phải nhỏ hơn 12.800, đúng ạ? Đấy, tiền lãi của mỗi tổ thì phải là lớn hơn 0 và phải nhỏ hơn tổng số lãi của hai tổ, đúng chưa? Vậy thì ta có vì tiền lãi tỷ lệ với 3 và 5. Vì tiền lãi tỷ lệ với 3 và 5. Đúng chưa? Nên A chia cho 3 phải bằng B chia 5. Đấy. A chia 3 bằng B chia 5. Vì tiền lãi tỷ lệ với 3 và 5 nên A chia 3 bằng B chia 5. Vậy áp dụng tính chất dẫn tỉ số bằng nhau, ta có A chia 3 thì bằng B chia 5 và sẽ bằng tổng của A cộng với B chia cho 3 cộng với 5. A cộng với B thì theo đề bài người ta cho là tổng lãi thì bằng 12.800.000. Đúng không? 12.800.000 chia cho 3 cộng với 5 tức là chia cho 8. Vậy thì em lấy 12.800.000 em chia 8 thì nó sẽ ra là 1.600.000. Bằng 1.600.000. Như vậy A chia 3 bằng B chia 5 bằng 1.600.000. Vậy vậy tiền lãi, vậy tiền lãi của mỗi tổ là A sẽ bằng A chia cho 3 bằng 1.600. Vậy A sẽ bằng 1.600 nhân với 3 lên. Vậy 1.600 nhân với 3 thì nó sẽ bằng là 1.600 nhân với 3 thì A sẽ bằng là 4.800.000. Tức là một tổ là được chia 4.800.000 đồng. Tổ thứ hai B sẽ bằng 1.600.000 nhân với 5 lên thì sẽ được chia là 8.000.000. Như vậy chia tiền lãi như thế này thì sau khi giải ra thì chúng ta có tiền lãi của mỗi tổ là có một tổ được chia là 4.800.000 và một tổ còn lại được chia là 8.000.000. Xong rồi các em đáp số.
Đấy. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành thành xong được thêm bài tập số 103. Bài 103 này chú ý thì chúng ta chỉ gọi tiền lãi mỗi tổ là AB và tỷ lệ với bao nhiêu, tức là A chia cho bao nhiêu đấy bằng B chia bao nhiêu, và đã biết tổng của A và B rồi, tức là tổng lãi rồi, thì chúng ta áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thôi, và chúng ta làm bình thường như này. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, là sang bài 104. Để làm bài 104 thì cô và các em sẽ xóa hết toàn bộ cái phần bảng này đi để chúng ta sang bài 104 em nhé. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô xóa toàn bộ phần bảng này đi. Một cửa hàng có 3 tấm vải, có tổng chiều dài là 108m. Sau khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất, 2/3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba, thì số vải còn lại của mỗi tấm là bằng nhau. Tính chiều và dài của mỗi tấm vải lúc ban đầu. Vậy chúng ta gọi chiều dài 3 tấm vải ban đầu là A, B, C. Với điều kiện của chúng ta là A này, B này, C này lớn hơn 0 và nhỏ hơn 108. Bởi vì chiều dài của tấm vải thì nó không thể là nhận giá trị 0 hay là nhận giá trị âm được, và tổng là 108, vậy thì mỗi cái của nó đều phải nhỏ hơn 108. Vậy thì sau khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất, sau khi bán 1/2 tấm thứ nhất thì số mét vải còn lại là còn lại của tấm 1 của tấm thứ nhất chúng ta có cả tấm vải là 1 là A, đúng không ạ? Chúng ta đã bán đi 1/2 cả tấm vải mà chúng ta bán đi 1/2, vậy thì nó sẽ còn 1/2 tấm vải còn lại, đúng chưa? Vậy thì nó sẽ còn lại là 1/2 A. Cả tấm vải là A mà chúng ta bán đi một nửa rồi, vậy thì nó sẽ còn lại là 1/2 A, đúng không? Rồi sau khi bán đi 2/3 tấm thứ hai, sau khi bán 2/3 tấm thứ hai thì số mét vải còn lại của tấm 2, cả tấm 2, cả tấm thì nó chính là 3/3, tức là bằng 1 đấy. Cả một tấm tức là một tấm là 3/3, mà chúng ta bán đi mất 2/3, vậy thì nó sẽ còn lại 1/3 của tấm, đúng không ạ? Đấy, 1/3 của tấm tức là 1/3 của B, đúng chưa? Cả tấm vải là 3/3 mà chúng ta bán đi 2/3 thì còn 1/3, nên tấm này là tấm B, tức là còn 1/3 tấm vải B đây. Bây giờ sau khi bán đi 3/4 tấm vải thứ 3, sau khi bán 3/4
tấm thứ ba thì số mét vải còn lại sẽ là cả tấm vải coi như là 4/4, mà chúng ta đã bán đi mất 3/4 rồi thì nó sẽ còn lại 1/4 của tấm vải, đúng chưa? Vậy nó sẽ còn 1/4 của tấm vải, tức là 1/4 C của tấm vải C, đúng không? Như vậy thì 1/2 của tấm vải A chính là bằng A chia 2, 1/3 của tấm vải B tức là bằng B chia 3, 1/4 của tấm vải C tức bằng C chia 4, đúng không nào? Mà theo đề bài thì gì? Thì số mét vải còn lại của 3 tấm bằng nhau. Mà theo đề bài số mét vải còn lại của 3 tấm bằng nhau nên là A chia 2 thì bằng B chia 3 và bằng C chia 4, phải không nào? Vậy chúng ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì ta có là A chia 2 bằng B chia 3 bằng C chia 4, và biết tổng của 3 tấm, vậy nó chính bằng A cộng B cộng C chia cho 2 cộng 3 cộng với 4, đúng không? A cộng B cộng C người ta cho là 108, 2 cộng với 3 là 5, cộng với 4 là 9. Vậy 108 chia 9 thì nó lại bằng là 10 chia 9 thì bằng 1 này, dư 1 này, 18 chia 9 bằng 12, đúng chưa ạ? Như vậy chúng ta có, vậy chiều dài tấm vải, vậy chiều dài ban đầu của các tấm vải là tấm thứ nhất tức là A này, A chia cho 2 bằng 12. Vậy muốn tìm A thì em lấy 12 nhân 12, đúng không ạ? Em lấy 12 nhân 12 thì bằng 24 mét, và cái này là thỏa mãn. Thỏa mãn nó là lớn hơn 0 và nó nhỏ hơn 108, đúng chưa? Rồi đối với tấm thứ hai, tấm thứ hai là tấm B này, B chia cho 3 bằng 12. Vậy chúng ta sẽ có tấm thứ nhất A bằng này, tấm thứ hai là B sẽ bằng, lấy 12 nhân 3 thì nó sẽ bằng 36 mét, và 36 mét cũng thỏa mãn, là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 108, đúng không ạ? Sang tấm thứ ba, tấm thứ ba tức là tấm C đấy, C chia 4 bằng 12, vậy C nó sẽ bằng 12 nhân với 4 bằng 48 mét, và 48 mét thì cũng thỏa mãn, đúng không? Như vậy thì chúng ta đã tìm ra được là chiều dài của các cái tấm vải ban đầu, đó là 24 mét, 36 mét và 48 mét, được chưa? Thế là chúng ta cũng đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 104. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ sang cái bài tập cuối cùng trong sách giáo khoa của chương này, tức là bài tập số 105,
Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ cái phần này đi để chúng ta sang phần bài tập tiếp theo là bài 405. Bài 105 ở đây là tính giá trị của các biểu thức sau. Ta có A, căn của 0,01 trừ đi căn của 0,25. Thì các em có thể sử dụng máy tính để các em bấm ra và ghi kết quả cũng được. Ở đây thì cô sẽ cách như sau. Căn của 0,01 tức là bằng 0,1 bình. 0,25 căn tức là bằng 0,5 bình phương. Mà căn của 0,1 bình thì nó chính bằng là trị tuyệt đối của 0,1, tức là nó sẽ bằng là bằng 0,1, đúng không ạ? Vậy chúng ta có căn của 0,1 bình thì nó sẽ bằng 0,1 này. Căn của 0,5 bình tức là bằng 0,5. Vậy 0,1 trừ đi 0,5 tức là bằng âm 0,4. Như vậy chúng ta có kết quả của câu A sẽ bằng âm 0,4. Các em có thể sử dụng máy tính để bấm căn 0,01 thì bằng 0,1 này. Căn 0,25 thì bằng 0,5. Lấy 0,1 trừ 0,5 luôn cũng bằng âm 0,4 luôn cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý B. Ý B ở đây là 0,5 nhân với căn của 100 trừ đi căn của 1/4. Vậy như cô nói thì em có thể sử dụng máy tính ở đây, hoặc là em làm như sau. Nó lại bằng 0,5 căn của 100. 100 thì bằng 10 bình, đúng không ạ? 10 nhân 10 bằng 100 trừ đi 1/4 tức là bằng 1/2 tất cả bình, đúng không? 1/2 nhân với 1/2 thì bằng 1/4. Vậy thì khi khai căn ra thì nó mất cái bình này đi, vậy nó sẽ còn 0,5. Khai căn thì mất cái phần bình đi thì còn 10 thôi. Khai căn mất cái bình này đi trừ đi 1/2. Vậy thì nó bằng 0,5 nhân với 10 thì nó chính bằng 5 trừ đi 1/2. Mà 5 trừ đi 1/2, 5 thì các em có thể quy đồng thay bằng 10/2. 10/2 thì bằng 5, đúng chưa? Trừ đi 1/2, vậy kết quả của câu B của ta sẽ bằng 9/2. Đúng không ạ? Và như vậy là cô và các em chúng ta đã vừa đi nốt được các bài tập còn lại ở trong sách giáo khoa của bài ôn tập chương 1 và chương trình đại số lớp 7. Các em hãy về xem lại một lần nữa toàn bộ những cái bài mà cô và các em đã cùng nhau làm trong buổi học hôm nay. Đồng thời các em hãy làm tiếp cho cô các bài tập ở trong sách bài tập của bài ôn tập chung. Cô sẽ ra các cái video tiếp theo để hướng dẫn cho các em làm nốt các bài tập còn lại trong sách bài tập. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.